Yêu xa là thế đó, có ai mà không từng buồn cảm giác đau lạ lắm đôi khi cứ nhói lên từng cơn, nhưng đôi khi cảm thấy bình yên và hạnh phúc lắm. Dù rằng chỉ là lời yêu qua tin nhắn thôi, nhưng em cũng thấy vui lắm. Anh có biết không, em thích nhất là lúc về đêm, độ 9-10 giờ gì trở đi, khoảng cách đó thật êm đềm. Chỉ muốn cầm điện thoại nhắn tin với anh hết đêm thôi, nhưng anh lại bảo em ngủ xuống đi á. Giờ này cũng khuya rồi, biết rằng anh yêu em nhiều lắm, nhưng em ngày nào cũng phải hỏi. Hiện giờ thì khác, ngày nào nhắn tin chưa kịp hỏi anh đã trả lời, ngày nào cũng thế, cầm điện thoại á, nhắn tin rồi lại cười. Nhiều lúc tụi bạn nó chửi em cùng, nhưng em vẫn cứ tủm tỉm cười. Đồ mập, đồ hay, cộng thêm những ai khen đáng yêu, trời ơi người yêu tôi á. Nói chung là rất chiều điều rồi cũng phải quay lại gửi cho mấy bạn đang yêu xa. Hãy luôn quan tâm qua từng tin nhắn thôi, cũng đủ hạnh phúc mà. Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không, chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ là anh có thật lòng. Tại sao lại phải chờ như thế, tại sao lại không thể chủ động, tại sao không thể lộn.